À, chào bố. Hello Bon. Hello Bon. Quang. Bữa nay ra tính luyện hàng băng chưởng mà luyện không nổi, chạy vô được má mình tức quá, khổ quá. Thì Có rô bắp không? Có rô bắp không? chưa có Có rõ rô bắp đồ không? đồ quá nè, để cho tụi bay coi. Từ từ tao nói tụi bay phá tao hư bột hư đường ở trên, tao tính lên thế chỗ ổng mà tụi bay tàn bạo quá, tụi bay chơi kỳ cục quá. Tao thấy ổng là tao khoái quá mà, phải không? Thì ở đây nó có một cái clip mà tao mới vừa thu lại được đây, để cho tao mới coi là ông này như vậy thì tao hỏi mày làm sao mà lấy được, thấy chưa? Ủa má. Không có bánh trái gì hết. Ừ. Bao thơ thì ok. Chanh dây với mật ong. Bồi bổ sức khỏe à, bồi bổ năng lượng à. Rồi đó thấy không? Rồi. Trời ơi, sữa ăn xua Trời bị đồ thấy chưa? Trời ơi. Rồi Trời bỏ vô, trời ơi, trời ơi. Thôi được rồi, nó cũng ấy, nhưng mà nói chung là cái này thì té ra thì đây là một cái bằng chứng mà thấy tu con mẹ gì đâu, mà thấy cái tu con mẹ gì đâu, thấy không? Cái đó là một cái bằng chứng mà tao quay được để lên. Thì cái ông này ông lợi dụng tôn giáo, thì cái chuyện đó là cái chuyện hiển nhiên. Bây giờ nó đã ngờ ngờ rồi, mình không cần không cần phải phản biện gì cả, mình cũng không cần nói, bởi vì nhà nước đã vào cuộc rồi thì mình không có nói gì hết á. Nhưng mà mình có cái điều là bên đây là như vậy. Mày thấy mấy bà không, tao đầu tóc bạc phơ mà vẫn tin tưởng, có nghĩa ý tao muốn tao vẫn đánh vào một cái chỗ là họ vẫn tưởng đây là nơi tu tập, và người ta đã lầm tưởng, và người ta xùi sụp, người ta cúng bái, người ta đưa ra những cái Khấn khấn quái này. Mà thấy rõ ràng đó là một cái sự mà đánh lừa cái thị giác, là đánh lừa con người, đánh lừa cái sự coi như là từ thiện, rồi đánh lừa vấn đề Phật pháp, đánh lừa về cái vấn đề chùa chiền. Cái điều đó là cái điều rất là nặng nề. Mà hiện giờ thì nhà nước đã vào cuộc rồi thì mình cũng không bàn cãi nữa, nhưng mà mình muốn đưa cái ảnh nó lên để mình chứng tỏ là cái ông này khăng chẳng có tu tập con bé gì hết. Tu Dạ. tập gì mà thấy rõ ràng kỳ không? Đủ không có một công sư nào mà ngồi đủ để cho tao bị rại trước mặt rồi đủ thu nhận, đừng có quá đừng có quà cáp gì hết, tiền tiền thôi, tiền thôi. Đủ quá. Đủ quá. Tao coi mà tao tức cười quá, phải không? Tao nói đủ quá, tao ước sức đủ quá, trai sướng như ta đủ để tao lên thế chỗ. Tụi bay chưa gì hết, tụi bay làm gì quá là như vậy là tao mất chức, mất mất chỗ rồi, tao đâu có chịu được. Tao khoái quá chứ, là mà gái gú có là đủ đủ trò hết, mà cho sướng thấy mẹ luôn. Còn một chỗ còn có sữa ăn xua bồi dưỡng nữa mới là ghê. Tao thấy không, thì tao ý tao muốn nói là cái điều đó. Thì cái chuyện đó mấy mấy nay thì nó cũng ì xèo rồi, nhưng mà cái chuyện đó để nhà nước mình họ mình không phần cần bàn cãi nữa. Thì Việt Nam thì cái chuyện đó mình bỏ qua đi. Cái chuyện Việt Nam thì bây giờ mấy lúc gần đây những cái thành phần dân chủ cùi thì lên hay than vãn này, cái vấn đề tham nhũng đất nước này các cái rồi không có nhân quyền nhân ấy. Thì bây giờ đầu năm mà tao cũng cho tụi con cái điều này đây, bởi đây cái này cũng là vui, nhưng mà chuyện thật 100% ngang. Đây đây là một cái trang, mà cái trang này rất là uy tín, nói là phải có. Ở tiểu bang Ohio, vác súng ra trước sân bắn chỉ thiên chào mừng năm mới như mọi người. Ai ngờ bullet tặng kẹo đồng tiễn em lên thiên đường vì nhầm là phần tử nguy hiểm. Đó, đó thì ở dưới có một câu hủ đề vui lắm á. Bullet Mỹ nó hay nhầm lắm, nhưng mà hai dân mà càng đen chừng nào thì độ nhầm càng cao chừng đó. Cái đó là thứ nhất. Cái đó để chưa, cái đó đó là nhân quyền, nhân dân chủ dân quyền của Mỹ đó. Sao tao không thấy ma nào lên phản biện gì trên cả? Nó không thấy đứa nào mà lên nói một câu gì rụng để cho nó được. Đó là nhân quyền của Mỹ, thấy chưa? Tiễn em lên thiên đường luôn đó.
Cái còn cái thứ ba nữa là tao muốn nói cái điều này, thường thường ở Bay thì những cái diễn đàn mà của dân chủ cội thì hay than giảng về vấn đề là cái gì, có chung là coi như là cái vấn đề coi như là không giúp đỡ, nói chung một cách khác là vấn đề coi như là tố cáo tham nhũng rồi không có tự tất cả, nhưng mà nó không nghĩ lại mình, nó không nghĩ lại mình ở chỗ là nó không phấn đấu tối ngày, nó đi lo ngồi nó cào phím, nó ngồi nó dốc không thì tỏ mày tiền đâu, nó không làm, nó không làm mà nó bắt người ta phải cung phụng. Thì tao nói bây giờ tao dành tao xí rồi, cái ông đó ông đi tao lên, mà giờ nó bắt mẹ rồi làm sớm quá tiêu tùng rồi để tao hưởng được chút xíu nữa. Đây tao cho một cái coi nữa, cũng là trên một cái kênh mà rất là dễ thương, là kênh là Độc Lại Bình Dương. Đây những người còn tay còn chân á, có làm được như cô này không? Đây là một kênh Độc Lại Bình Dương. Đây là một cô. Dạ, con cái kim ở truyền hình. Quyền này là sáng tạo lắm nha các bạn. Trời ơi, các bạn thấy không? Quyền bấm phím nhanh không? Cái cô này có tật. Tay là bởi đây nha chú. Quay cho kỹ nè, tay bởi đây. Đó, rồi tay bấm phím. Đây là cách mà Quyền học bài học rồi ra dạy học nha các bạn. Đây là cô bé tật Quyền nha. Bị... Yeah. Mà hai chân hai tay đều co quắp lại cả, mà cô ấy đã học hết đại học và mà đi ra làm cô giáo dạy học. Dạ. Em có biết là mình đang đứng ở đâu không? Dạ. À, thưa các bạn, đây. Nhìn mà biết liền cái gì, cưng không? Cần lắm nó hồ bao đây á. Em gái đang ngủ đây, người ta nói. Ngủ. Giờ mới thấy là có cái móng tay dài dữ hả? Thôi nói như vậy thì tụi bay lên đợi, thấy chưa? Thấy tay chưa? Thôi được rồi, mình này nói ngắn gọn thôi chứ cái này đấy. Mà cô ấy đã học hết đại học và hiện giờ là cô giáo nha, ngồi xe lăn. Đó là một cái ý chí mãnh liệt của một con người. Mày thấy không, còn toàn là những đứa dân chủ cội là còn tay chân, đứa nào đứa nấy đi còn trâu. Thế tới cà phím con. Lên cà phím cho khác chứng cơm mà. Tay chân nó đấm một cái giống như chị là mai tay sinh đóng gì lắm vậy á. Bởi đừng ngồi lên để cào phím nó đói, nó khổ, không có giúp đỡ gì nó. Mày sướng mà nghĩ mày coi coi. Đó là hai thái cực, hai số phận khác nhau. Cô bé này tật nguyền, từ vừa chân đi không được, tay quéo lại, mà học đại học hết, sử dụng vi tính rất là thành giỏi, và hiện giờ là cô giáo. Dạ. Nói lên như vậy để cho mày hiểu rằng mình, con người của mình á, mình không cầu tiến thì chẳng ai cầu tiến cho mình cả. Thở ra cái là bắt đầu nó ngồi than thân trách phận, thở cái là bắt đầu than phân trách phận. Tao đã từng nói tao bây rồi, tao xin lên đây để chút xíu tầng đi làm, mà tao nói mày rồi, 70 tuổi như tao vẫn làm. Mà mày biết ở đây hiện giờ ở đằng đây là đang tuyết độ phủ dày cả một có nghĩa là ở đây dòm đâu cũng thấy tuyết mà phải đi làm. Đó, đi làm. Nói như vậy để cho mình hiểu rằng đồng tiền kiếm rất là khó khăn. Và anh phải có một cái ý chí và anh phải có một cái nghị lực phi thường. Như cô bé này. Ngược lại là những cái thằng mà đầu óc thì đụng giống y chang như là bả đậu, tay chân thì như con trâu, mà đi lúc nào cũng than vãn, trách móc xã hội, trách móc trà nước, trách móc kìa. Ở nước Mỹ này kiếm tiền không dễ. Bố nhắc lại một lần nữa là bố kiếm tiền không dễ, không đơn giản như vậy đâu. Và những cái bài học mà những người dân chủ cội từ nước Việt Nam qua đây, cái hạn như là mẹ nắm như Quỳnh rồi con gì tâm không rành lắm trong cái điều mà thấy rõ ràng, qua đây là ngỡ ngàng, ngơ qua đây là ngỡ ngàng, qua đây rồi bắt đầu mới biết là giá trị. Và lúc đó thì họ muốn quay về Việt Nam thì muộn rồi, đã muộn rồi. Có nghĩa là họ ảo tưởng và họ lúc nào trong đầu của họ bởi vì những cái tổ chức bên này thiêu dệt Hoa Mỹ tạo ra một cái thiên đường ảo. Rồi cái những người kia chống cộng, hồi xưa chống cộng chống nhà nước mình có một phần thôi, nhưng mà nghe tụi này đồn thổi lên các cái đủ thứ thiêu vậy, bắt đầu chống cộng giữ lên, giữ gì, giữ để được nhà nước bắt ở tù, muốn bị ở tù đủ bên chi ở tù thì mới có cái cớ để mà đủ mà có cái cớ đi qua Mỹ, hiểu tôi nói không? Đó vì cấm thị thiêu gì đó, đại khái gì không phải phải con gì ta. Ta cũng không rành mấy Trần Thị Nga. Trần Thị Nga. Rồi gì Cù Huy Hòa Vũ mà thấy rõ ràng bây giờ muốn gì Nam đâu có được đâu. Có nghĩa là bây giờ
Nói như vậy cho mày hiểu rằng không có nơi nào tốt cho bằng nơi ngay tại mình đang sống. Ở đây ta không nói đất nước, là bởi vì ở đâu cũng vậy, có sự cố gắng vượt bậc, cố gắng mới thành công, không cố gắng thì không thành công. Dẹp bỏ tất cả những cái chuyện đòi hỏi vô lý đi, nó ngồi không mà nó đòi hửa ăn bát vàng không mà, đồ mới ngồi anh trách móc không à, chứ nó không hiểu. Ở Mỹ này tao đã kiếm từng chiếu cho mày những cái cảnh mà homeless đầy đường, bữa nay là đua người homeless, thế chứ không phải là một hai người nữa. Người ta thống kê tất cả các tiểu bang nhiều lắm, nhiều đúng lắm. Rồi. Và nó không đẹp như mà tụi, nó không phải, nó không đẹp như các người tưởng đâu. Và ở đây một cái trang Mỹ Tân thì trang gì đây, đời Tân Mỹ Tân nó đã nói là 17 triệu trẻ em đói ăn, thiếu lương thực. 17 triệu trẻ em thiếu lương thực nha. Để cuộc sống hàng ngày đó không có để mà ăn. Đừng có nói tưởng bở, đừng có, ở đâu cũng vậy. Ở đâu cũng vậy. Thì tao nói cho mày nghe. Ở đất nước mình thì có những cái mà hầu như nó không phải giống như ở Mỹ. Tao nghĩ rằng không bao giờ đói ăn được. Cái tao đã từng thứ nói từ bây rồi đó. Nhà này xác chết nhà kia, hôm nay nhà này mượn gạo, chạy qua nhà kia mượn vài ba lon gạo về bình thường, không có chuyện gì cả, không có. Nhưng ở Mỹ này thì khác. Ở Mỹ này là nhà mạnh ai nấy sống, mà thân ai nấy lo. Đô tư, bà ta cũng từng nói mày rồi đó, nghĩa là thậm chí gì sát bên dắt đó nha. Nhưng mà ở Bạc Văn thì giống như kiểu như ở chung cư Việt Nam này đó. Cái người đã chết cả hàng lửa tháng trời mà cái người kế bên cũng không hay, bởi vì họ rất là biệt lập, họ không chơi với ai, kể cả cái nhà cái gọi là single house. Single house giống như nhà gỗ vậy, tức là nhà có đường vượt đây cách nhau khoảng là 5-10 thước một căn, 5-10 thước một căn thì lại khác vậy. Thì họ đóng có kín cổng cao từ, họ không bị vợ chơi ai, người này không biết tên nhà kia, chỉ biết về nhà mình thôi, là vô lủi thủi vô làm ăn. Họ không có giao dịch theo kiểu xã hội cộng đồng giống như người Việt mình. Cho nên vì đó những người già bị bắn giết hoặc là có bị diện gì là không ai biết, nó thẳng là không ai biết. Tao đã từng kể mà rồi đó, có nhiều người khi mà sình thúi xác lên rồi mua đít đục tung ra rồi vô khám phá vô cái nhà thì bà đã mới chết mẹ hết hơn 2 tuần rồi, rục xương rồi, mà trước mặt cái tivi nó vẫn còn chạy, từ bữa đã ngồi cái bà chết luôn á, đã cái vậy. Thì ta nói cho mày nghe, nó không phải nói mà nói cho một cách chính xác, nói một cách chính xác là không nơi nào sướng như nơi đất nước mình. Ở chữ sướng đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi anh không bị cô độc, anh không bị cô đơn, anh không bị những cái mà ở nước ngoài nó không có. Đúng rồi. Nói sao cho nó hiểu, ta có nghĩa là phong tục tập quán nè, văn hóa nè, bất đồng ngôn ngữ nè, đơn giản vậy là bố lột tả được nè. Đơn giản vậy là tức là ở Mỹ không có khái niệm tình thân, đúng không? Hầu như là bố không có được hưởng được hai cái khái niệm tình thân, bởi vì mình ở đây mình không trách người thân mình nha, mình không trách người thân chúng ta, nhưng mà rõ ràng do cái cuộc sống không, cái lối sống ở Mỹ và cái vấn đề đó là buộc người ta phải như vậy, ở buộc người ta phải như vậy, đúng không? Bị nó buộc ta phải vậy, đúng rồi. Có nghĩa là ở đây thậm chí người thân của mình cũng vậy nữa, tất cả mọi người đều phiêu lưu hoặc và nó thậm chí giống như con người ta thành một cái máy. Mày hiểu không? Ví dụ làm công nhân thì ví dụ làm hãng làm sở thì ví dụ như đúng tới giờ đó kịch là bắt đầu phải cuốn gói đi làm, bởi vì nó thêm một cái nguồn và cái luật, nói chung là một cái, ta nói từng nói mày rồi, một gia đình 3-4 đứa con, 2 vợ chồng hầu như không bao giờ được một bữa cơm gia đình giống đúng nghĩa như ở Việt Nam. Ta nói mày rồi, thành ra vì đó đừng có mơ mộng và đừng có những cái mà ảo tưởng rồi trách móc đất nước mình. Ta nói hẳn ngay bây giờ, ta nói về lớn tuổi rồi, tao đã đi về Việt Nam rất là nhiều lần rồi và tao cũng đã từng sống ở Việt Nam rất là lâu rồi, hơn nửa đời người sống ở Việt Nam, tao biết xã hội Việt Nam mình và cái phong tục tập quán của Việt Nam mình nó rất là hay, thậm chí cái Tết cổ truyền cũng vậy nữa, tao rất là hay. Hãy càng Tết ở Việt Nam nào thì cái người lớn tuổi như tao lại càng buồn và là càng nhớ quê nhiều chuyện đó, mà không phải riêng tao, hình như tất cả mọi người sống tha phương trên mọi miền đất nước, không phải riêng gì Mỹ, Úc, Canada, nước chung ở đâu cũng vậy. Khi mà Tết về tự nhiên họ là nhớ quê, nhớ thương, đó là cái chuyện bình thường thôi, không có gì cả. Và không nơi đâu hạnh phúc bằng Việt Nam. Mà nhớ một cái điều là phải có tiền, có nghĩa là anh phải cố gắng, anh phải lao động, anh phải làm sao để cho anh ấy, tao chứng tao đưa một cô bé mà bị tật nguyền cho tao biết đó là gì, đó là một cái ý chí cương quyết và ý chí vượt lên chính mình. Người ta đã tàn tật như vậy đó, người ta làm được cái điều đó, đúng rồi.
Cái đó là một cái gương rất là hay. Mà các anh dân chủ của nhà ta là đủ má. Ta nói vậy rồi, thân là đủ mà cao 7 thước. Đâu, má tay thì giống như Mike Tyson vậy đó. Đấm là đủ mà trâu cũng chết nữa. Mà đủ ngồi than vãn không. Đâu nó kỳ vậy đó. Mà cái thân thì học lớp 3 mà đi rồi làm lãnh đạo. Đủ mà toàn là chỉ nhà nước phải làm cái này làm cái kia mới là ghê. Đủ mà ớt lạnh sống đủ quá. Đủ ta thấy đầu óc toàn là đủ mà đầu óc rồi vĩ đại không à. Ớt lạnh sống. Tao thiệt nhiều cái tao buồn cười. Yeah. Nhưng mà nói như vậy để cho con hiểu rằng ở đất nước nào nó cũng có những cái không. Bữa nay thì tao tính cho tụi bây coi cái vấn đề ở Libya, nhưng mà bây giờ nó cấm chiếu rồi, nó cấm chơi rồi. Bây giờ nó kêu mà đánh chữ Libya mà đánh dấu cộng trong 18 mày sẽ thấy cái cảnh chiến tranh khủng khiếp của cái Libya. Nhưng mà nó vậy nó không cho coi nữa, cái cộng 18 nó không có cho coi nữa, chỉ thường thường thôi. Bắn đùng đùng nó vui lắm, bắn đùng đùng nhìn bắn vui lắm. Hai bên bắn đi quá chứ là nhưng mà không có cảnh người chết. Còn có cảnh người chết là cộng 18 đó. Bố. Cái gì? Bố. Sao? Đây nè bố. Đây nè, cái câu chuyện bố vừa nói đó. Gì? Gì? Rõ ràng bố thấy không, ý con nói bố thấy rõ ràng là cái vấn đề là cái tác động của truyền thông bẩn đúng chưa? Tức là bây giờ họ muốn bưng bít luôn. Họ muốn bưng bít cái hậu quả của đất nước Libya nó gánh phải. Bố thấy ghê chưa? Mà rõ ràng những cái truyền thông này là do ai chủ sở hữu? Do ai mà gọi là chi phối được cái truyền thông đó? Mọi người thấy không? Đó tại sao rõ ràng cái câu chuyện của Libya mà bây giờ như bố cầm nói, bây giờ mọi người mà muốn tìm hiểu thông tin về để xem cái hậu quả Libya hiện tại như bây giờ như thế nào, có ai xem được đâu? Đó, đây là một trong những nè, đây là một trong những kỹ năng truyền thông bận họ muốn, đó, họ muốn làm được. Giống như câu chuyện mọi người nhớ không, có một cái bài viết, sau này chúng ta mới biết được đó là gì, cái thời điểm mà lúc mà Mỹ xâm lược Việt Nam đó, à, họ rất sợ tướng Võ Nguyên Giáp. Và bên truyền thông bên nước sở tại vào thời điểm đó họ đăng báo, họ giật cái tuyết, họ cho rằng là tướng Giáp đã chết rồi. Bố Cầm có đăng cái bài đó, bố Cầm nhớ đúng chưa? Đó, đây là gì, những thủ thuật của những cái đám truyền thông bẩn, họ muốn gọi là đó, họ muốn là coi như là dắt dư luận đi theo cái điều khiển của họ với phục có một phục vụ vào cái ý đồ đen tối của họ. Mọi người thấy ghê gớm chưa? Đó. Cho nên những cái hình ảnh này á, thật ra là chúng ta còn sót còn lưu lại được thôi, chứ còn như bố Cầm nói, thật ra thì nếu mà đi tìm mấy cái clip đó rất là khó. Rất là thê thảm. Libya qua nè thì có bắn đúng đùng đùng vui lắm, đồ má kiếm nhà nào nhà nấy không còn nguyên gạch không à, không còn nguyên. Một cái đất nước rất là tươi đẹp, một cái đất nước mà hầu như tất cả mọi người đều ao ước về vấn đề an sinh xã hội, mà bây giờ nó không còn gì hết trơn á, đồ má nhà không có nhà nào mà còn hết, khổ. Tất cả mọi người đều biết, đều có YouTube mà đánh vào chữ Libya qua là chiến tranh Libya, nó sẽ hiện lên tất cả mọi người cho hiểu điều đó. Nói như vậy để cho hiểu rằng là đất nước mình okay, đã qua cái chiều dài chiến tranh, đã cái chuyện này nó đã có từ lâu rồi và đất nước mình đã trải qua rồi, thì chúng ta đều hiểu được cái chiến tranh nó như thế nào và những cái thế lực mà thù địch của Việt Nam mình hiện giờ nó muốn tái hiện lại cái điều đó để cho đất nước mình để đất nước mình nó tan nát như vậy. Còn lâu, Việt Nam khôn lắm, đồ Việt Nam bây giờ chán lắm mà, rồi ta nói mày hôm qua kia 1000 năm nữa đi, ok. Thì bố lên bố nói một cái điều như vậy cho con hiểu rằng là thứ nhất là ta muốn thay thế cái ông gì đó, cái ông Lê Tùng Vân mà không được. Rồi cái thứ hai nữa là đủ mà tụi mày làm sao quá, Vân. Mẹ nó bánh trên trời rồi. Cái thứ hai nữa là thì nói gì thì nói á, gì cười vậy, đồ mà tao thấy ông muốn sửa anh xua, có mấy bà ở trước rồi lại quỳ lại lụp sụp rồi đủ đưa tiền. Đừng quà cáp gì hết á, bao thơ thôi. Thì tại sổ sàng cái mức độ luôn. Ông già không cạo đầu, ông già không để râu chi. Bây giờ ông cạo đầu ông để râu đi. Đúng không? Bây giờ ông đi cạo đầu ông để râu vô là bao đảm là được à. Khổ. Để cái râu dài dài. Đó thì thấy rồi
vấn đề nước Mỹ thì bữa hôm nay rất là rắc rối, nhưng mà thôi cái chuyện đó nó dài dòng, chính trị Mỹ rất là biến động lắm. Nhưng mà có điều giống như là cái bộ bộ sậu của chính phủ Mỹ hiện giờ nó nát như tương, và tao đi theo dõi tin tức thì cái chuyện đó không dính dáng tới Việt Nam thì bố không có nói. Giờ cái chuyện đề chính trị Mỹ hiện giờ nó đang nói một cách khác, đúng rồi, là từ hồi xưa tới bây giờ bố nói là nó bảo hòa rồi, bây giờ nó không còn cái gì để mà nói nữa, nó tan nát rồi. Đây là cái nền dân chủ của Mỹ nó cũng đã điêu đứng rồi. Bây giờ hiện giờ bữa nay là ngày 6 tháng 1 thì nó kỷ niệm ngày 6 tháng 1 của năm ngoái, là để cái năm 2021, đúng rồi, ngày 6 tháng 1 là đầu năm 2021 mà nó biểu tình đó, Capitol đúng không? Nó chiếm cái tòa nhà quốc hội đó bữa nay. Capitol gì? Thì bữa nay là bắt đầu có chuyện lớn, đúng rồi, cái điện đó. Cái điện Capitol của nước ấy thì những người mà có tâm thì họ mới nói một cái câu như vậy, đó là một cái chứng tích lịch sử từ hồi xưa tới bây giờ của nước Mỹ, mà một điều ô nhục của nước Mỹ. Cái chị nước Mỹ thì ra cái chị nó vậy rồi, nhưng mà không, nó không chịu, nó có chỉ Việt Nam mới nói không à, nó chỉ Việt Nam mới nói không à, mà trong khi đó nó nói Việt Nam mình. Điểm qua, điểm nhất, điểm thứ hai ngày hôm qua là cái xe VinFast nó đang triển lãm và cái mà năm mẫu xe mới nó đã quá. Tới cái điều đó thì tao cũng nói thế đó. Nó một cách nôm ra như vậy, khi đất nước Việt Nam phát triển và nó cảm thấy có cái điều gì mà Việt Nam vươn lên là nó ghét, nó bực lắm, nó căm thù, tao thấy kỳ cục đó, khó chịu, phải không? Có nghĩa là thậm chí mà cái khó chịu, và họ kiếm mọi cách, kiếm đủ loại, kiếm cái thứ gì cũng được, miễn là hạ bệ Việt Nam. Nhưng mà nó khổ, Việt Nam giống như dây thun vậy đó, bây giờ có loại so mày cần đè chừng nào thì nó cần bung lên chừng đấy, đừng lo tăng mà nó gì, cái sức sống mãnh liệt mà họ cố gắng. Còn ngược lại, nó tới rồi rồi, tay thì giống như là đụng cái đấm thằng nào đấy, nó chết mẹ luôn, mà nó ngồi lên nó kêu nó gào, nó đụng mát luôn, tôi buồn cười mà. Đó, rồi ok thì bố đi bổ sung chút xíu vậy thôi, rồi thì bố đi chuẩn bị làm. Dạ, rồi, okay, dạ. Làm đây, bữa nay bên này là 5 độ F, tức nghĩa là nó âm khoảng 5 độ F hả? Để tôi coi thưa, 5 độ F thì khoảng chết mẹ, bây giờ trừ 8 hả? Ghê. Yeah. Coi độ C tôi nhiêu. Trừ âm 22 độ. Bên đó mấy giờ? Âm 22 độ C. Bên đó mấy giờ không dạ? 10 giờ 18 phút rồi. À. Trừ 22 độ C nha. Cái đó con hiểu chưa? Đó. Tại vì chỗ đó đó. Rồi. Mà bố không hay đi làm. Phải cố gắng thôi, đây là bố có phải làm cho bố mà bố giúp con cái. Bữa nay thì một thằng ở trong nhà thờ nấu nhà hàng nó lại nghỉ nữa rồi, nó bị nhiễm virus nó nghỉ nữa rồi, nên bây giờ coi như chỉ có 2 người nấu thôi. Rồi càng ngày cái chiêu mộ để như cũng có hai rình tức như là nhận người đó, nhưng chẳng ai chịu làm nữa cả. Thứ nhất là nó vừa cái mùa đông bên này nó khắc nghiệt, thứ hai nữa là họ bây giờ nói chung là tình trạng thất nghiệp rất là nhiều. Họ cái xã hội Mỹ bây giờ nó đang kinh tế đang tuột dốc, mà tuột dốc toàn cầu chứ không phải riêng gì ở Việt Nam. Đa số những người ra đường ta lại sợ bệnh, người ta sợ cái, bởi vì tao nói mày rồi, tao mới đăng một cái bài là coi như nước Mỹ hiện giờ là coi như chiếm cao nhất cái vấn đề coi bị đang nhiễm bệnh, số người chết cũng cao nhất thế giới, rồi người nhiễm bệnh cũng cao nhất thế giới. À, kỳ rồi có trong một ngày mà nó nhiễm bệnh hết 1 triệu mấy người, mày thấy ghê không? Cao nhất thế giới luôn, cái gì đó cũng chỉ đạt chỉ tiêu luôn, tao buồn cười lắm. Rồi có nhiều cái buồn cười lắm, nhưng mà tao nói cho mày nghe là có một thằng đây cũng không, cũng thằng gì mà hôm qua kia mày nhắc tên là thằng siêu si gì ly ly gì đó, so, thì cách đây 2 tháng rồi coi bài đó, mới là nó làm đơn nó tốt không biết nữa, tao quên mẹ nó cái tên là, tao đọc mà tao buồn cười quá, nó làm đơn lên cao quỹ Liên Hiệp Quốc để nó tố cáo Việt Nam mình là vi phạm nhân quyền bởi vì vaccine gì đó đủ má, là làm chết rất là nhiều người đủ. Tao nghe tao ngồi tao cười gắt, tao cười đủ. Mày không biết ở đâu, ở Canada hả, ở đâu tao cũng không biết nữa, tao buồn cười quá, tao nói đu mà bây giờ mày lại coi mày nghĩ sao vậy đủ. Tao buồn cười quá, tao cười mấy đó không cần phải bàn gãi đồ, không cần phải cãi nó làm chi, bởi vì tiếu lâm lắm, nhiều cái chuyện tiếu lâm tao đó rồi, nó có những cái mà nó cuồng điên, nó chống một cách rất là buồn cười mà thấy mình tức cười quá đó. Vậy thì ok thì bố xuống, bố lên bố nói thôi, em mày nhớ kêu cha gì nhường chức cho tao nghe, cha tụi dân có kìa. Ok.